mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. So sánh 21, tổn thương não. Vợ tôi 50 tuổi, mổ lấy máu tụ ở não vào tháng 9 năm 2006, mổ lắp lại phần sọ khuyết vào tháng 1 năm 2007. Này đi lại trong nhà được, nhưng trí nhớ sa sút trầm trọng, không nhận người thân như chồng, con và ánh mắt vô hồn. Có cách nào giúp vợ tôi hồi phục, cần điều trị thêm bao lâu nữa? Tây y bác sĩ trả lời, vợ của ông với tổn thương não bộ nặng nề do chấn thương, làm ảnh hưởng đến tâm thần, mất trí nhớ. Vì thời gian bệnh đã lâu, hơn 2 năm, nên điều này đã thành di chứng, khó có khả năng hồi phục. Phương pháp Oshawa. Nếu bệnh mà thầy thuốc cho biết đã đến như vậy, thì chúng ta chỉ biết thở than cho nỗi bất hạnh của mình. Nhưng còn nước, còn tát, biết đâu phương pháp mang tên là thực dưỡng hay trường sinh Oshawa có thể cho ta một cơ hội cuối cùng, nhưng tràn trề kỳ vọng. Anh bạn hãy tìm các sách về thực dưỡng ở các người thân hay bạn bè và mượn về đọc. Sách này ngày nay phổ biến rộng, được nhiều người biết đến và áp dụng có kết quả tốt đấy. Chúng tôi tin tưởng phục hồi thì có phục hồi, dầu là đã thành di chứng. Chỉ e trong khi giải phẫu vì cần thiết hay sai lầm mà người đảm trách làm mất đi một số cơ năng quan trọng nào đó. Đã mất đi mà mọc trở lại có lẽ là một điều bất khả. Còn nếu không phải thế, chỉ thuộc bệnh trạng thôi, thì chúng ta hoàn toàn có thể hy vọng một cuộc đổi đời. Tóm lại, người ta thường nói về một món ăn hay thuốc men nào tốt nhưng chưa được thẩm định rõ ràng đối với bệnh trạng của mình là không bổ bề ngang cũng sang bề dọc. Trong phương pháp thực dưỡng này cũng thế, anh cho chị ăn uống đúng trong một thời gian lâu dài, chừng vài tháng hay một năm xem sao. Một con đường nhỏ hẹp, ví dầu có đầy chông gai khó đi đến đâu chăng nữa, vẫn còn hơn và hơn rất nhiều tình trạng hoàn toàn ở trong vòng bế tắc, phải không anh? Ha ha ha,